Rồi, hello nha, mình đang ở sự kiện ra mắt chiếc Fuji XA7. Thì con máy được Fuji gắn hashtag là Smart Mirrorless, nghe khá là hoành tráng à. Rồi, về thông số chi tiết thì chút nữa sẽ có anh Hải của Fuji sẽ cho các bạn biết. Nhưng mà trước hết á, thì thật sự mình muốn cho anh em biết về hai điều mà mình cảm nhận. Thứ nhất á, là trải nghiệm thực sự của mình nha khi sử dụng con máy XA7 này. Và thứ hai là mình muốn nói là Fuji thực sự đã sai. Sai ở đâu thì chút nữa mình sẽ nói nhé. Nhưng mà trước hết thì về trải nghiệm của mình đã, phải công nhận một điều á, là Fuji đã thực sự biết cách kiểu giữ hình tượng á. Khi mà cái cảm giác cầm nắm như ngoại hình á, mình nhìn vô cái là mình cảm giác nó rất là Fuji phim luôn. Thì con máy XA7 này phải nói là ngon khi là có những cái chức năng mà giống như kiểu mình ăn liền á, rất ổn, là tự động retouch da, rồi làm nổi bật skin tone, rồi có cái nữa là cái cảm ứng của nó siêu mượt luôn. Thì đa số chức năng bây giờ nó dồn hết lên cảm ứng rồi, mấy cái phím bấm gần như không còn nhiều nữa, cho nên là nó khá là gần với lại cái thói quen mà chúng ta hay dùng cảm ứng ở trên smartphone á. Đó, còn cái nữa là chức năng tự động xử lý màu sắc của Fuji thì cái này chắc mình không cần phải nói rồi, đúng tiêu chuẩn của Fuji rồi, tức là nó cực kỳ đẹp luôn. Nếu anh em nào chưa từng trải nghiệm cái chất màu JPEG của Fuji thì mình nghĩ anh em nên một lần trong đời trải nghiệm cái màu của Fuji, nó khá là ngon. Và phải nói có kiểu gì đó nó rất là lạ, rất là dùng vô cái mình biết là Fuji liền á. Chắc thì rất là ấn tượng của mình thôi, mình không biết anh em như thế nào, thì có thể là mình nói hơi quá chút xíu như thế nào đó, anh em cảm thấy hơi quá, nhưng mà đối với cá nhân mình thì thực sự nó là như vậy á. Rồi, ngoài ra thì bên nhà sản xuất Fujifilm có vẻ chú trọng nhiều cái tính là hướng tới thời trang của con máy này. Màu sắc nè, chất liệu nè, nó cho cái cảm giác khá là sang trọng. Thì ngoài ra có cái màu của nó nữa. Màu thì ngoài cái màu xám với màu đen ra thì nó có cái màu gọi là màu xanh min và màu nâu, nâu vàng á, nhìn rất là cute. Thì đổi lại á, thì cái thiết kế sang trọng này á, sẽ phải đánh đổi bằng cái khả năng cầm nắm. Vì cái phần, cái tay cầm á, cái bán cầm á, thì mình cảm giác nó hơi nhỏ. Thì gặp người tay to như mình cầm thì nó hơi khó để cầm chắc. Cho nên là, nhưng mà mấy cái này thì mình nghĩ là mấy bạn nữ dùng á, là ok hơn nhiều. Mấy nữ dùng thì ok vì nó gọn gọn nhỏ mà. Thì đó là về trải nghiệm. Còn về điều thứ hai á, Fuji đã làm cái chương trình ra mắt và dùng cái slogan để hướng con máy XA7 này vào nhóm đối tượng là vlogger. Vlogger hả? Thật luôn á, mình không chắc nữa, nhưng mà liệu có phải là giám đốc sản phẩm với lại giám đốc truyền thông của Fuji như đang giận dỗi nhau chuyện gì kiểu đấy. Bởi vì cái công nghệ tích hợp ở trên cái máy A7 này á, thì ngoài cái khả năng quay 4K 60 frame rồi màn hình LED các thứ á, rồi có cái là cái gì chặn cái anti-flick gì đó, thì mình nhìn chung thì mình chẳng thấy cái gì của con XA7 này gọi là nổi bật cho tính năng quay phim. Bởi vì mấy sản phẩm khác trên thị trường mà nó loanh quanh giá tầm của con XA7 này thì mấy cái chức năng này đâu có lạ đâu, nó không có gì khác, cho nên là mình nghĩ nó không ổn. Bởi vì như kiểu cái chống rung mình còn chẳng thấy Fuji nhắc tới nữa, gần như hình như là không có chống rung gì phải, kiểu phụ thuộc vào mấy cái lens có chống rung của Fuji á, mấy cái lens đấy thì giá chẳng rẻ đâu. Cái nhưng mà cái điểm khác biệt và rõ ràng mà giống như kiểu gây ấn tượng với mình á về con máy này á, là làm mình liên tưởng tới nhóm khách hàng là phái nữ nè, ưa thời trang nè, dùng máy ảnh, thích dùng máy ảnh xịn như kiểu là cái phụ kiện á. Nó giống như kiểu là người ta thích dùng iPhone á, bởi vì nó rất là dễ dùng và nó rất là ổn định, nó dễ dùng và nó khá là thời trang đấy, nhìn vô cái là cảm thấy thích á. Đó, thì mình nghĩ nhóm đối tượng như vậy á, nó sẽ phù hợp với con máy này hơn. Bởi vì nó dễ dùng mà, đúng không? Các bạn thấy là retouch, đúng nghĩa là smart camera thì nó kiểu như vậy thôi. Thì đối mình thì có vẻ như là Fuji đã sai ở trong cái việc định hình khách hàng. Thì mình không biết là anh em nghĩ như thế nào. Thì nếu như anh em cảm giác nó giống mình hoặc là khác mình thì hãy cho mình biết cái ý kiến của anh em bên dưới phần description, dưới phần comment nhé, dưới phần bình luận á, cho mình biết cái suy nghĩ của anh em về vấn đề này. Còn lại tổng kết về cái trải nghiệm của mình á, thì con XA7 này là một con máy tốt, rất là tốt. Trừ cái giá thì có thể mới ra mắt thì nó hơi cao chút xíu, thì sau này có thể nó giảm bớt xuống thêm cỡ tầm 2 triệu gì đó thì giá nó sẽ ok. Thì những cái thứ mà mình cảm giác nó tạo nên cái sự khác biệt so với lại những cái con máy khác cùng cái phân khúc á, là cái cảm ứng nó khá là trọn vẹn. Bởi vì mình dùng rất là ok, rất là mượt. Nó theo xu hướng thói quen người dùng smartphone á. Rồi khả năng retouch hình tự động nè, rồi màu ảnh Fuji cực đẹp, cái này mình nói lại lần thứ hai rồi thì phải. Chất lượng ảnh cao, để nói gì nói, nó là ảnh máy ảnh DSLR mà đúng không? Nhầm, đó là máy ảnh mirrorless. Cái cảm biến của nó lớn ha. Rồi khả năng quay video gọi là tốt, 4K các thứ rồi, 60 frame
Còn lại về chi tiết thì các tính năng cũng như là các thông số về sản phẩm thì giờ mình mời các bạn nghe cái phần trình bày của chuyên gia sản phẩm của phim và anh Hải sẽ trình bày cho anh em nhé. Có mặt tại buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay. Ok, máy XA7 vừa mới được trao tay lại. Đây là sản phẩm XA7 mà Fuji ra mắt ngày hôm nay. Fuji cũng có XA7 ạ. Ok. Đây, về sản phẩm của XA7, mọi người đã chắc hẳn là mọi người đã xem rất là nhiều thông tin về XA7 trên các kênh truyền thông trong những ngày qua rồi. Và concept của Fujifilm XA7 lần này là gì? Là Photograph Smarter, hoặc là một cái hashtag mà mọi người đang thấy được chia sẻ rất là nhiều, đó là Smart Mirrorless. Là sao? Là nhiếp ảnh thông minh, chụp ảnh thông minh, một cái máy ảnh thông minh. Tại sao chúng tôi dùng chữ Smart? Đối với một chiếc máy ảnh dòng entry level này, các anh chị rất dễ dàng bị gọi sao ta? Sao nhãn, hoặc là bị ra một cái quyết định rất là khó khăn giữa việc mua một chiếc máy ảnh và một chiếc smartphone với một cùng một giá tiền như nhau. Vậy thì phần lớn các anh chị bây giờ chúng ta chọn smartphone để mình còn nghe gọi và chơi game được, máy ảnh đâu có làm được gì, đúng không? Có thể là trong tương lai máy ảnh của chúng ta có thể gắn sim để gọi điện thoại được, nhưng mà hiện tại thì chưa có. Thì máy ảnh của chúng ta tại sao lần này lại đặt là smart camera? Thì chúng tôi đang cố gắng tạo cho chiếc máy ảnh Fujifilm một trải nghiệm thông minh y như là một chiếc smartphone. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đặt cho cái máy ảnh này cái hashtag mới, đó là Smart Mirrorless. Máy ảnh này sẽ có được tích hợp rất nhiều thứ mà chủ yếu là phục vụ 3 yếu tố. Thứ nhất là phải được dễ dàng sử dụng. Thứ hai là hiệu suất máy ảnh phải cao. Tuy nhiên, với mức giá dòng entry, chương trình khuyến mãi hiện tại đang rất là hấp dẫn luôn ạ. Các anh chị chắc hẳn là đang nhận được rất là nhiều đơn hàng từ khách hàng của chúng ta rồi. XA7 là một bước đổi mới của XA series. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Vì XA7 sẽ vẫn giữ cái thiết kế cổ điển trước đây của dòng XA, có khả năng tái tạo màu sắc tốt, nhiều lựa chọn màu sắc và giao diện thân thiện. Đó là cái bước cơ bản của XA series mà trước đây chúng ta từng đã biết. Với Smart Mirrorless lần này chúng tôi đưa ra 6 concept: Smart Display, Smart Menu, Smart Color và Smart Autofocus và Smart Video. Đó là những tính năng mà chúng tôi chú trọng trong chiếc XA7 lần này. XA7 sẽ được ra mắt với 4 màu sắc. Chúng ta sẽ có màu xanh min, màu bạc, màu dark silver và màu camel. Đây là 4 màu sắc mà Fujifilm sẽ ra mắt lần này. Và trong tương lai, có thể biết đâu Fujifilm sẽ có thêm một phiên bản đặc biệt nữa dành cho dòng XA7 này trong thời gian mà em chưa biết. Nếu như em biết thì chia sẻ với em gì sau. Và màu mới thì chắc chắn em nghĩ là sẽ rất là hot, và các anh chị sẽ rất lại là một cái hai cái thành công nữa giống như XT30 phiên bản Charcoal. Về thiết kế của XA7, máy nặng 320g đã gồm pin và thế nhớ, một thiết bị rất gọn nhẹ. Và lần đầu tiên trong lịch sử Fujifilm có màn hình xoay lệch đa hướng. Có vẻ đây là một cái yếu tố mà mọi người đã trông chờ rất là lâu rồi trên màn Fujifilm mình. Vì với cái màn hình như vậy, chúng ta sẽ trải nghiệm được rất là nhiều thứ. Với máy ảnh, chúng ta sẽ chụp những góc thấp, chúng ta sẽ selfie, chúng ta sẽ chụp những cái điều khó khăn hơn mà trước đây những máy ảnh Fujifilm của chúng ta là khách hàng hay buồn, okay. Bởi vì là máy ảnh chưa xoay màn hình được, thì bây giờ đã có. Thì màn hình này nó sẽ có cái gì? Màn hình này sẽ có một cái cảm ứng LCD rất là nhạy, nhanh tương đương với các smartphone. Có màn hình LCD rất là sáng, độ sáng lên đến 1000 cm vuông, thì cái độ sáng này tương đương với những cái màn hình TV hiện tại luôn. Và màn hình cảm biến, cảm ứng của nó là 3.5 inch. 3.5 inch là một cái kích thước của chiếc iPhone 5. Đây là một cái kích thước màn hình cực lớn để mình có thể trải nghiệm với cái màn hình chạm nhiều hơn. Và bởi vì lý do mà chúng ta có một màn hình lớn như vậy thì nút bấm hai bên chúng ta được tiêu giảm đi khá nhiều, chỉ còn cái màn hình thôi. Hình như mình quên một điều, đó là cái tỷ lệ màn hình bây giờ là tỷ lệ mình 16:9. Tỷ lệ 16:9 cho chúng ta có thể sử dụng để quay video với một cái màn hình gần như là full luôn, thì sẽ nhìn nhiều chi tiết hơn trên màn hình. Màn hình mới chúng ta sẽ có đi kèm với một cái menu mới ngoài từ cái menu truyền thống của Fuji. Đây gọi là Smart Menu. Chúng ta sẽ có những tính năng được thể hiện dưới dạng icon và màu sắc nằm ở xung quanh máy để cho mình có thể chạm, vuốt để thay đổi chức năng một cách tự động và dễ dàng. Anh mở cái Smart Menu lên giúp mình coi được không? Những tính năng mới của máy ảnh Fujifilm, thứ nhất là Depth Control, tính năng xóa phông.
tự động trên máy. Thay vì là bây giờ mình phải ngồi chỉnh tốc, chỉnh khẩu, tính đốt, các thứ rất phức tạp, thì bây giờ đã có depth control. Kéo một phát một là xong, chút xíu nữa mình sẽ demo cái này cho anh chị xem. Thứ hai, chúng ta sẽ có những tỷ lệ màn hình mới. Tỷ lệ màn hình 4:3 để chúng ta lên Instagram. Tỷ lệ màn hình 1:1 cho cả chụp hình và quay video, những định dạng, những khung hình mới. Ngoài ra chúng ta sẽ có một sở hữu 11 giải lập phim, 11 giải lập phim cho chiếc Xa 7 này. Và chúng ta sẽ có giao diện chuyển như thế này. Không phải là giao diện chúng ta bấm vô rồi phải ngồi xem ở bên ngoài như thế nào nữa, mà sẽ là một giao diện vuốt qua vuốt lại để cho mình có thể trải nghiệm y chang như các bạn chị đang dùng Instagram. Ngoài ra màn hình truyền thống vẫn có theo phương pháp sổ ngang với đầy đủ các chức năng. Không phải là một màn hình cũ của Xa 7 với những cái dòng accessory trước đây. Chúng ta có một cái màn hình khá là tối giản hơn, thì cái màn hình của Xa 7 này nó đi theo cái style của từ Xa 30 trở lên rồi. Nó là có màn hình chi tiết hơn và chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Và flash của máy ảnh tích hợp thông minh, chụp rất đẹp. Chút xíu mình trải nghiệm điều này sao. Về màu sắc của máy, máy sẽ có những chức năng như là bù trừ sáng, cũng được thể hiện dưới dạng thập trường để chúng ta dễ dàng kéo sáng, tăng sáng. Chúng ta sẽ có cách chỉnh giao diện màu phim, và ngoài ra skin tone của máy cực đẹp. Chúng ta có thể chụp hình mà không cần ngại là sau khi chụp thì bạn mẫu nữ sẽ cầm lên chúng ta nữa. Skin tone của Xa 7 cực đẹp bởi vì máy này thiết kế dành cho để chụp cho phụ nữ. Về hiệu suất của máy, máy sở hữu một cảm biến ABS-C CMOS lớn hơn 14 lần so với các smartphone thông thường. Điều này dễ hiểu và cũng dễ dàng có thể chứng tỏ được là cái chất lượng hình ảnh của nó tốt hơn smartphone rất nhiều. Với cấu trúc lõi dòng mới, nó sẽ cho khả năng xử lý nhanh hơn 3.5 lần so với các đời accessory trước đây. Mức độ noise của nó cũng sẽ giảm đi 50% với cấu trúc cái cảm biến mới này. Ngoài ra, chất lượng hình ảnh ở ISO cao của Xa 7 sẽ lợi hơn, sẽ tốt hơn những cái đời trước đó một stop. Về hướng warning shutter của Xa 7, Xa 7 đang là cái mẫu chính giữa của chúng ta, và hai bên chúng ta với Xa 5 và một cạnh dòng khác. Hiểu luôn cái shutter này nó tối thiểu mức có thể để cho cái máy Xa 7 chúng ta khi quay phim chúng ta không có gặp cái hiệu ứng này. Thì hiện tại nó đang là một cái sản phẩm tốt hơn so với những sản phẩm khác trên thị trường rất là nhiều. Về khả năng lấy nét của nó, máy sở hữu khả năng lấy nét alpha với độ phủ 100% của sensor, 425 điểm lấy nét và 8.5 lần tốt hơn với các pixel của nó. Số lượng pixel lấy nét của nó trên cảm biến nhiều hơn gấp 8.5 lần. Điều này sẽ cho bạn lấy nét dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều so với những đời accessory trước đây, và cải thiện được cái tính năng autofocus trong điều kiện ánh sáng yếu và hiệu quả lên đến -2 dB. Đó là những điểm mạnh của nó. Về hồi nãy là hãy nói chia sẻ rất là nhiều với các anh chị về tính năng về chụp ảnh và về nội bộ bên trong cái máy. Thì như ban đầu mình đã đưa ra một cái concept về máy XA series. Các anh chị có thể thấy ở trên sân khấu cũng như là phần khán giả của mình đang được demo các tính năng về quay phim của XA 7. Những chiếc XA 7 được gắn trên những thiết bị đèn để demo khả năng quay phim vlog. Vlog hiện tại là một trào lưu khá là được mọi người ưa chuộng, và hy vọng rằng chiếc Xa 7 này sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho các anh chị để chúng ta làm vlog, có thể là lập kênh Otakisa Vlog. Dạ. Về sau máy có khả năng làm vlog tốt ạ, bởi vì máy sở hữu khả năng quay phim 4K 30 frame trên giây, có khả năng quay phim HD High Speed, khả năng quay phim Countdown và khả năng quay phim Timelapse. Tất cả những tính năng này sẽ giúp chúng ta có khả năng quay phim vlog tốt hơn. Ngoài ra, máy vẫn sử dụng jack 2.5. Điều này thì gây một số trở ngại với người dùng khi mà mọi người đang sử dụng những cái jack tai nghe hiện tại là 3.5. Tuy nhiên, lắng nghe cái feedback của quý vị, lắng nghe feedback của những anh em giúp đánh giá đã phàn nàn cái chuyện này trước đây. Fujifilm lần này đi kèm theo một cái adapter 2.5 qua 3.5 đi theo máy luôn. Thì mình mua máy mình không cần phải đi mua cái sợi, cái cục chuyển đổi này nữa. Và khả năng quay phim của nó là sao? Khả năng quay phim của Xa 7 4K 30 frame, 25 frame và 24 frame. Và chất lượng 4K này của Fujifilm XA7 không phải là chất lượng 4K crop mà là 4K no crop từ khả năng 6K.
để giải thích cho dễ hiểu về khái niệm 4K từ dữ liệu 6K này, oversampling từ 6K xuống thì mọi người có thể xem một cái video. Nếu như mà chúng ta quay phim 4K với cái mảng thông thường thì nó chỉ lấy được một phần của cảm biến thôi. Tuy nhiên đối với XA7, bên trái của chúng ta chính là một cái mẫu quay bằng XA7 với chất lượng 4K oversampling từ 6K, còn bên phải của chúng ta là một cái máy 4K thông thường. Khung hình của chúng ta nó hẹp hơn và dữ liệu hình ảnh chúng ta ít hơn cái máy 4K từ 6K. Và XA7 sở hữu tính năng đó. Đó là về video, còn về các khả năng sáng tạo khác của máy, những tính năng đặc biệt hơn của máy thì sao? Máy có tích hợp chức năng light trail trên máy để chúng ta chụp những bức ảnh phơi sáng auto luôn, không cần phải ngồi tính toán setup nữa, rất mệt. Tại vì máy này chúng ta nhắm tới người dùng muốn sự đơn giản, cho nên chỉ cần bật chức năng này lên sẽ chụp được tấm ảnh đẹp light trail. Chúng ta sẽ có thêm cái ứng dụng Primode để chụp những tấm ảnh nhìn da dẻ sáng sủa hồng hào lên và hỗ trợ thêm chức năng chụp ảnh HDR. Chụp một tấm một là máy nó sẽ tự động rút 3 tấm và ra luôn file HDR cho mình luôn. Trong khi trong cái lúc mà chúng ta muốn có một tấm hình mà dung lượng cao hoặc chất lượng cao thì chúng ta sẽ có khả năng này trong máy. Và chức năng tăng cường khi chụp chân dung, càng kéo lên cao thì da nó càng mịn màng, chúng ta không cần phải trang điểm nữa. Thật ra thì cũng nên trang điểm chút xíu, không là không trang điểm luôn à. Rồi, về kết nối máy Fujifilm, ngoài cái chuyện kết nối cơ bản ra thì đã có một chút xíu cải thiện ở trên cái app. App này thì có người khen, có người chê, và em hy vọng là lại cải tiến lần này thì mọi người sẽ khen lại thêm một chút xíu khi mà nó nhanh hơn rất là nhiều rồi. Và ngoài ra cái này hay nè, bởi vì máy này quay vlog, chúng ta sẽ có cái nhu cầu mà chuyển video vào điện thoại, chúng ta chỉnh video trên điện thoại luôn, thì bây giờ chúng ta sẽ có hỗ trợ USB, cắm dây USB trực tiếp từ máy ảnh đến điện thoại. Nếu như chúng ta sử dụng điện thoại iPhone, iOS, dùng iPhone 11 hay gì đó thì chúng ta sẽ dùng một cái dây USB-C ra Lightning thì chúng ta sẽ có tốc độ truyền dữ liệu 5 lần, 8 lần nhanh hơn. Và chúng ta sử dụng Android thì là USB-C to USB-C hay là USB-C to USB-A thì tất cả cái loại dây này nó sẽ giúp cho chúng ta truyền dữ liệu nhanh hơn dẫn thông qua cái app của mình. Và XA7 chắc là em sẽ dừng cái phần chia sẻ của mình lại ở đây. Rồi thì đó là toàn bộ video ngày hôm nay, nó đơn giản thế thôi, tức là mình muốn cho các bạn thêm một cái lựa chọn cho anh em ha. Cái như mình túng gọn cái video này lại cho hai điều thôi. Thứ nhất á, cái máy XA7 này á, nó dành cho hai đối tượng. Một là những thằng lười giống mình muốn cắm lên phát chơi ngay, còn hai là những bạn nữ. Mình không nghe thấy Fuji nói cái gì về vấn đề bạn nữ. Fuji ơi, đó kiểu thế anh Hải này. Mình không thấy nghe nói gì hết, nhưng mà mình cảm thấy nha, với một cái smart gọi là cái gì smart camera á, thì rõ ràng là cho nữ là chủ yếu. Và như mình nói đó, cái phong cách của cái hình này, nó cái máy chụp hình nó thiết kế nó khá là cute, gọi là cute, và nhưng mà nó rất là sang, nên là giống như kiểu một cái điện thoại xịn vậy đó. Thì anh em có thể sử dụng những cái các chị em có thể sử dụng cái máy này, nó đơn giản, nó dễ sử dụng và touch touch kiểu thế thì nó cũng khá ngầu ha. Thì ok, đó là toàn bộ video. Nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống xíu, nhấn subscribe, đăng ký, click vào cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub, và mình sẽ có những cái video tiếp theo nhé. Bye bye.